3 cân rồi, cho thôi, cho quả nữa vào, cho 3 cân.
cho vào đi, cho vào đi. Đấy, chị lấy đi. Mình đang ăn tàu giấy. Nhầm, 10.200. Thật á? 10.200. Đây. Lấy mấy túi ở nhà. Đưa dài đấy nhở? Ba cân rồi, cho thôi, cho quả nữa vào, cho ba cân. Cho thêm túi. Hết à? Hôm nay bán từ sớm rồi, bán là lỡ hết rồi. Cái này vào. Nãy đi qua bảo là tí đi về cái đấy. Về lấy tiền đấy nhá. Vâng. Bye.